여러분 축하드리며 앞으로도 양국의 우호적인 관계가 영원할 것을 믿습니다. 네, 우리에게 희망과 기쁨을 선사해준 국군 교향악단의 멋진 앵콜 무대가 있었습니다. �ương trình hòa nhạc hữu nghị Việt Nam Hàn Quốc với sự trình bày của dàn nhạc giao hưởng quân đội quốc gia Hàn Quốc đến đây xin được kết thúc. Một lần nữa xin chúc mừng sự kiện 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Hàn Quốc và chúng tôi chính tin rằng mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước sẽ mãi mãi bền vững trong tương lai. 앵콜곡 예연주제는 마지막까지 함께해 주신 관객 여러분들 진심으로 감사드립니다. 이어서 오늘 우정 콘서트를 성공적으로 마칠 수 있도록 수고해 주신 분들께 화환 증정과 기념사진을 촬영하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 베트남 정치총국 부국장님과 대한민국 국방 차관님께서 화환을 증정하시도록 하겠습니다. 네, 음악 감독님, 그리고 교양 단장님, 그리고 유승찬 병장님, 그리고 오행권중 정치총국 부총국장님, 오반권 총합참모부의장님, 오엔타이톤 선정국 국장님 무대 위로 올라와 주시기 바랍니다. Xin trân trọng cảm ơn các quý vị đã đồng hành với chúng tôi tới giờ phút này. Và ngay sau đây, kính mời lên sân khấu Trung tướng Nguyễn Tuấn Dũng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam và Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Cục trưởng Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Kính mời lên sân khấu Ngài Lee Jong-hun, đại diện âm nhạc Ngài